kính trọng tha thứ lẫn nhau, nắm tay nhau làm vợ chồng. Tiên Phật từ huấn, Vân Du Sư Tỷ từ huấn. Lại nói đến thân là chồng, là vợ. Nếu như hai người là vợ chồng đồng tu, nhưng sự hiểu biết đối với đạo có phải chăng là đã giống nhau? Hoặc là một nửa của anh chị cho rằng thiên thời khẩn cấp, phải nhanh, bàn nhanh, một tuần lễ 7 ngày đều không có ở nhà, thậm chí là đi ra nước ngoài rồi. Còn người này thì nghĩ rằng phải lo tốt cho gia đình trước, có rảnh rồi mới đi Phật đường. Bởi vì cách nhận xét không giống nhau, cho nên mới nảy sinh tranh chấp, phải không? Lúc này đôi bên có sự lạnh lùng, 3 ngày không nói chuyện, 5 ngày là cãi nhau, cũng đều vì đạo mà cãi vã. Vậy không phải là buồn cười lắm sao? Đôi lúc vợ chồng nên đứng vào vị trí của đối phương mà nghĩ cho họ, đôi bên thương lượng bàn bạc, tìm ra một điểm cân đối. Như vậy, vợ tốt, chồng cũng tốt, có hiểu không? Có người ở đạo trường, mỗi một lớp mở ra là mỗi một lớp bàn rất tốt, bàn rất huy hoàng, rất có thành tựu, nhưng về đến nhà thì sao? Với người nhà lại có một bộ mặt lạnh lùng, bởi vì đã rất mệt, cho nên về đến nhà là nghỉ ngơi, không còn để ý đến những việc khác nữa. Như vậy cũng không có viên mãn toàn vẹn, có hiểu không? Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, chung sống với nhau lâu rồi trở thành tùy tiện, quên đi cần phải tôn trọng đối phương, khẩu khí cũng bắt đầu khó chịu. Có người thì to tiếng mắng nhiếc, có người thì lên tiếng nặng nhẹ. Vậy là người này chê người kia nói nhiều, nói lảm nhảm quá. Có cần phải như vậy không? Thậm chí công việc của người chồng không thuận lợi, tiền lương của người vợ cao hơn của người chồng, thì sanh ra lòng kiêu ngạo, khinh thường chồng của mình. Có nên như vậy không? Đúng ra lúc này mình nên cổ vũ chồng nhiều hơn, khuyên bảo, giúp đỡ để anh ấy lại gượng đứng lên được, phải không? Ngoài ra, có chồng đánh vợ là vợ không đủ dịu dàng, không đủ kiên nhẫn, hay là miệng không ngăn cản được, kích động lên là nói những lời kích thích, tổn thương đối phương. Đây không phải là nguyên do bởi vì mình không đủ bình tĩnh, suy nghĩ cặn kẽ lại hay sao? Còn nữa, giữa con dâu và mẹ chồng là khó chung sống với nhau nhất, có phải không? Các anh làm chồng bị chen đứng ở giữa, bên nào cũng đều không được. Nếu như anh bên vợ đem cha mẹ, anh chị em đuổi ra khỏi nhà, người ngoài sẽ nói anh như thế nào? Người ngoài sẽ không nói anh, trái lại sẽ nói vợ anh cưới phải con dâu bất hiếu, để cô ta phải mang tội danh bất hiếu. Chúng ta cần phải biết cách làm người chứ. Có việc gì mà không giải quyết được đâu, chỉ là thiếu cái thông hiểu lẫn nhau thôi. Mỗi người đều đến từ mỗi hoàn cảnh khác nhau, đương nhiên có sự khác biệt trong thói quen cuộc sống. Lúc này là cần anh ở giữa từ từ điều giải, chứ không phải là châm dầu vào lửa đâu. Nam Cực Tiên Ông từ huấn. Có nhiều lúc thời tiết oi bức, tâm trạng không được tốt, sẽ ảnh hưởng công việc của cả một ngày. Các con có thể nói thời tiết không tốt là tôi không đi làm, không giữ con, không nấu cơm. Như vậy có được không? Làm việc và tu đạo đều giống nhau cả, đều phải chuyên tâm. Các con mỗi một người đều dạy con của mình là lúc làm bài tập cần phải chuyên tâm, nhưng mà chính mình lại không chuyên tâm. Như vậy dạy con có chịu nghe không? Chồng ở ngoài không về nhà ăn cơm là con nổi giận, thế là cãi vã, cãi đến nóc nhà muốn bay luôn. Như vậy có đức tính đẹp của người nữ không? Đương nhiên
làm chồng cũng phải lượng thứ cho vợ. Cô ấy giúp đỡ con, chăm sóc cả nhà, cũng nên cảm thấy thỏa mãn rồi. Nhưng đàn ông thời nay thường luôn cảm thấy không hài lòng đối với người, việc, vật bên cạnh mình. Sau khi tan lớp bước ra khỏi Phật đường, về đến nhà là phải làm một người chồng tốt, người vợ tốt, để người ta cảm thấy rằng con vì tu đạo, ăn chay mà đã thay đổi khác rồi. Có được không? Làm người phải tận nhân đạo. Tận nhân đạo chính là làm hết trách nhiệm của mình. Tế công hoặc Phật tự huấn. Vợ chồng đồng tu là rất tốt, nhưng không nên tu đến sau này. Vừa gặp mặt thì giống như gặp kẻ thù vậy. Một đống thói hư tật xấu vẫn chưa sửa. Đến Phật đường là rất tốt, nhưng không được nói rằng là em đến Phật đường đây, anh tự mình nấu cơm ăn đi. Như vậy là không đúng. Nếu chính con đã viên mãn rồi mới có thể thành toàn người khác. Vợ chồng đồng tu chính là cần phải biết khen ngợi lẫn nhau, chứ không phải là lời ngon tiếng ngọt, mà là lời nói yêu thương. Lời ngon tiếng ngọt là để nói với người con gái khác ngoài vợ mình. Như vậy, giữa vợ chồng đồng tu mới có thể giúp đỡ lẫn nhau đi đến cùng. Bạch Dương Kỳ tu đạo là tại gia xuất gia. Con đến Phật đường nghe được đạo lý từ điển truyền sư, giảng sư, biết được làm thế nào để tu sửa mình, biết được ở nhà hòa thuận với anh chị em như thế nào, biết được hiếu thảo với cha mẹ như thế nào. Đây đều là bổn phận làm người mà ta phải làm cho hết. Đồng thời, chúng ta nên nghĩ xem hoàn cảnh của mình cho phép chúng ta xả thân bàn đạo hay không. Gia đình của mình có cần phải chăm sóc không? Có gia mới có quốc, có quốc mới có thiên địa. Không nên cứ nghĩ rằng một ngày con không đến Phật đường là trong lòng thấy bất an, là lạ làm sao. Con cần phải nghĩ là những việc hôm nay con làm có hợp với thiên lý, đạo lý hay không. Như vậy mới là thật sự an tâm. Tu đạo phải suy xét bản nguyên. Đạo là tốt, nhưng con người làm ra vẫn chưa thấy chắc là hoàn chỉnh. Điều này cần phải nhận biết rõ ràng. Hiện nay, vợ chồng đồng tu càng phải biết trân trọng lẫn nhau. Nếu chỉ có chồng tu hoặc chỉ có vợ tu, đó đều là không viên mãn. Phải đôi bên cảm hóa. Đó chính là công phu tu hành đôi bên cùng bao dung, tha thứ lẫn nhau. Như thế nào mới gọi là viên mãn đây? Chính là hai người cùng nhau phối hợp. Nếu một người chỉ có thể ra 3 phần sức lực thì người kia còn lại phải giúp người này 7 phần sức lực. Như vậy mới gọi là viên mãn. Khôn đạo khi gặp phải sự việc thì dễ sợ hãi hơn. Thường hay vì một chuyện nhỏ mà tháo gỡ không ra. Không giống càn đạo có thể đương độc một mình. Các con ơi, gặp phải sự việc lòng phải biết kiên cường. Tuy có lúc phải rơi nước mắt, nhưng nội tâm vẫn phải kiên cố. Có những việc không nên suy nghĩ lung tung. Đừng có nghĩ người ta nhìn mình một cái là cứ tưởng người ta có ý với mình. Cái tâm này cần phải hoàn hảo, mạnh khỏe. Cho nên khôn đạo cần phải loại trừ bỏ một chút âm của hơi khí để âm dương có thể điều hòa. Càn đạo tuy có tính dương khí mạnh, nhưng dễ dàng hà khắc với người khác. Càn khôn, âm dương cần phải hòa hợp mới có ích. Nếu bên nữ quá cứng rắn thì sẽ mất đi một phần nào cái tính dịu dàng. Nếu bên nam quá mềm yếu thì sẽ không giống nam, không giống nữ. Nếu hai cá tính này có thể điều hòa lẫn nhau thì cuộc sống mới muôn màu đa dạng. Con có hiểu không? Thật ra
gia đình tu đạo mạnh khỏe là không đơn giản. Vai trò của người nữ rất quan trọng. Đằng sau của một người thành công thường luôn có một người phụ nữ hiền đức, vĩ đại. Người phụ nữ như vậy chắc là luôn không rời khỏi dưỡng tánh tam tòng tứ đức. Như thế nào gọi là tam tòng? Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Ngoài ra còn có một ý khác nữa là linh tính làm theo thiên lý, tâm tính làm theo đạo lý, thân tính làm theo chân lý sự việc. Như thế nào gọi là tứ đức? Chính là đức, ngôn, dung, công. Đức là nhân cách phẩm đức, ngôn là nói chuyện không nói lời ác độc, dung là dung mạo đoan chính hay không. Dựa vào đây có thể thấy được sự tốt xấu của một gia đình. Công là phải là một người con dâu cần cù, siêng năng thì cha mẹ chồng mới thương, mới có thể kiêm lo gia đình và cả con cái. Do đó không nên xem thường công việc của mình. Phụ nữ có ba loại: nhược phụ, mãnh phụ và hiền phụ. Nhược phụ tức là phụ nữ yếu nhược, là không cách nào quán xuyến gia đình, không biết dạy dỗ, giáo dục con cái, con bệnh cũng không biết cách đưa đi bệnh viện. Mãnh phụ tức là phụ nữ dũng mãnh, là lúc nào cũng muốn tranh hơn thua với chồng, trong lòng luôn muốn là một người phụ nữ tài giỏi, mạnh mẽ. Nên nhớ, không nên tranh giành một chút thua kém. Càng tranh, cuộc sống càng không mỹ mãn, không hài hòa. Vợ chồng phải bổ sung cho nhau, cùng nhau bước, cùng nhau làm. Hiền phụ tức là phụ nữ hiền thục, là lấy việc nghiên cứu đạo lý để dẫn dắt chính mình, đồng thời tính hư tật xấu cũng có thể sửa đổi. Các con luôn miệng cứ nói là phải tu đạo, nói đến Phật đường cùng nhau tôn kính lẫn nhau như tôn trọng khách mới chính là đạo. Nhưng tại sao vừa về tới nhà lại không thể tôn kính lẫn nhau như tôn trọng khách vậy? Bởi vì ở Phật đường kẻ qua người lại, không ai thấy được nội tình của hai người, không có chung sống trong một mái nhà, vì vậy không biết được bộ mặt thật của đối phương, còn có thể lấy một bộ mặt giả để hai bên tốt qua tốt lại, có đúng không? Nhưng cái bộ mặt nạ giả này về đến nhà là hết công dụng, không dùng được nữa, có phải không? Rồi hiện lộ nguyên hình ra. Con ơi, có thể đổi ngược xem thử hay không? Để con lúc đến Phật đường lộ nguyên hình cái bộ mặt xấu ra, về đến nhà mới đeo lên bộ mặt nạ giả tốt đó. Như vậy sẽ có hiệu quả nào? Không có người nào có thể làm như vậy, đúng không? Bởi vì mỗi một người các con đều chú trọng cái công phu bề ngoài thôi. Trong quá trình các con tu đạo, mỗi một người đều ăn mặc trang hoàng sáng bóng, ngay ngắn chỉnh tề. Đầu tóc không phải chải qua thì là sấy qua, vuốt thẳng qua. Mỗi một người từ đầu đến chân đều mới rực rỡ. Nhưng mà sao? Vừa về đến nhà là tóc tai bù xù, quần áo không ngay ngắn. Đúng vậy không? Lúc thu dọn bàn chén lại cằn nhằn lớn nhỏ. Sao đọc báo xong cũng không biết thuận tay dẹp cất? Không có lòng chịu thương chịu khó thì tu đạo cái gì đây? Kế tiếp nói một cách dứt khoát: anh giúp em thu dọn một chút có sao đâu? Phải rồi, vậy em tự mình thu dọn một chút cũng có sao đâu? Nếu như mỗi một người đều lượng thứ lẫn nhau thì đâu có chuyện gì đâu. Những điều này đều là những lời tế nhị của các con, có hay không? Khi đã cãi vã lên rồi, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, hai người đều có lý. Nhưng mà này, người có lý là người phải biết tha thứ cho người khác, đúng không? Bởi vì họ có cách nhìn của họ,
chúng ta có cách nhìn của chúng ta. Chúng ta không thể lấy cách nhìn của mình đi trói buộc cách nhìn của người khác. Phải vậy không? Con không có ý nguyện lập gia đình, hay là có ý nguyện lập gia đình, đó đều là không quan trọng, đều là việc riêng của mỗi người. Trước khi con lập gia đình mà hiện nay con đang sống, con có thể chăm lo thật tốt, thì thầy cũng tin rằng sau này con lập gia đình, một gia đình mới khác, con vẫn có thể đảm nhận được trọng trách này, đúng không? Muốn kết hôn, trước tiên là phải xem gia đình của bản thân mình chăm lo tốt chưa. Chúng ta cần phải đem gia đình sẵn có của mình tổ chức thật tốt, mới có tư cách bàn luận tổ chức lập một gia đình khác, có đúng không? Cũng giống như giữa cha mẹ có thể chung sống hòa bình, cha hiền con thảo đầy vui vẻ, tiếp đến chúng ta mới có tư cách bàn luận giữa đạo vợ chồng. Tóm lại, giữa vợ chồng phải vì đối phương mà suy nghĩ, dùng lòng yêu thương nhiều một chút là sẽ không có sự tranh chấp và cũng có thể tôn kính lẫn nhau như khách quý. Câu nói tôn kính như khách quý không phải là lý luận. Chỉ cần con chịu nhịn một chút, anh nhường một chút, bất kỳ việc gì, bất luận là con có lý hay không, nhanh chóng ngừng ngay. Một cái đồng xu sẽ không thể kêu lên tiếng được, phải vậy không? Như vậy, phải có một người nhất định cần phải đứng ra, là một người lớn thành thạo. Đợi đến lúc tâm bình khí hòa, bình tĩnh mà cùng thảo luận xem. Cái điểm này, hai người đều cần phải cùng hiểu biết. Nếu không có cái cùng hiểu biết này, thì không nên kết hợp với nhau, hiểu không? Giữa đôi bên phải như cắt, như gọt, như mài, như dũa. Ngay trong sự trao đổi mài dũa cắt gọt này, điều quan trọng nhất chính là tôn trọng. Chỉ cần có thể anh tôn trọng tôi tôn trọng anh, có bao nhiêu việc không vui vẻ nào cũng có thể vì vậy mà hóa giải hết, phải không? Chúng ta phải lấy đạo đem vào trong hôn nhân, sau đó ảnh hưởng những người xung quanh, để cho họ biết là hôn nhân của tu đạo là tốt như vậy, gia đình của người tu đạo là hòa lạc như vậy. Cho nên chúng ta tu đạo phải lập một gương mẫu. Đơn giản nhất chính là lập một gia đình gương mẫu. Chỉ cần có đạo thân đến thăm viếng nhà con, trong nhà lúc nào cũng sạch sẽ, hòa thuận, lúc nào đến cũng là như vậy, vậy gia đình đó mới là có đạo, đúng không? Gia đình này mới có tư cách nói đến tu đạo, đúng vậy không nào? Quan Âm Bồ Tát từ huấn: có thể kết thành vợ chồng vốn dĩ là duyên. Hôm nay đã tu đạo rồi là phải học tập lẫn nhau, xem đối phương như tay trái tay phải của mình. Nếu thật sự yêu thương đến tận đáy lòng thì sẽ không oán than. Thử hỏi, tay trái lấy vật nặng, tay phải có biết chủ động đến giúp không? Nếu như giữa vợ chồng có thể tôn trọng lẫn nhau, vẫn có thể nào thường xuyên tranh chấp hay sao? Vì muốn đào tạo, giáo dục tốt cho đời sau, thì giữa vợ chồng cần phải lập nên một gương mẫu thật tốt thôi.